nơi ánh sáng rực rỡ luôn, đâu cần thêm. Nhưng mà nhà này mình thấy có nóng không anh? Cũng không có nóng, mát mà. Em vô đây thấy mát mà. Dạ, không nóng. Thấy cái phòng này cô bác với anh chị đã ghê không? Ở đây có đi điện luôn đó ha anh chị nè, thấy ánh sáng nó dội phản quang lên đã. Thấy vui vui không Dương? Dạ vui. Vui nhiều không? Dạ nhiều. Mai muốn ngủ đâu? Ngủ với ba hả? Dạ. Con với ba một phòng. Dạ. Rồi hai Trân với Lý một phòng. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt ở nhà anh Sang. Hôm nay thì nghe nói anh Nhiều nói cũng gần xong hết rồi. Thì quay qua đây để quay cho cô bác quý anh chị xem. Ăn cơm gì vậy ta? Con gà. Con cơm mà. Đang đốn vườn dừa hả? Là uống trái hả cho ngon ơi. Ăn cơm chưa anh? Mới về ăn cơm à, cô bác anh chị bây giờ cũng gần 12 giờ rồi. Nên hình nữ là cùng mình sang đi qua nhà anh để xem qua nhà như thế nào. Với lại coi chiều nay là dẫn bò về. Và sáng nay muốn quay một cái clip ngắn ngắn này để cho cô bác anh chị xem. Anh Nhiều còn làm không? Nghỉ chút nữa không biết rồi. Khỏe quá. Đang nghỉ chút. Sáng quá ta. Ôi ôi đi lên cái màu này nhìn rực rỡ ha. Này là sơn chưa? Chưa. Chưa sơn hả? Nói gì anh? Mới làm được miếng. Dạ hả? Rồi tí xíu đi, cực chịu cực tí xíu đi. Còn cái cửa sổ này cô bác quý anh chị, điện đi hết hả anh Sang? Dạ đi đổi hết rồi. Ồ. Bây giờ sơn cái màu bông phấn này thấy đẹp ha. Thấy bây giờ màu sáng, nhà sáng rực rỡ luôn á. Cô bác quý anh chị không biết thấy sao chứ Bùi Hồ thấy là nhìn là mê liền á. Cái này xả ra nó sáng. Chưa hả? Còn nữa hả? Đang xả làm sao? Ờ. Đang xả, chút cho năm ra tới xả. Này cái miếng nó hết pin, nói chuyện sợ hơi ồn. Tranh thủ mà, từng giờ từng phút mà. Dạ. Này là cò xả là sao ta? Có nghĩa là mình chà nó lại hả? Dạ, chà đánh cái nhám, xả rồi. Đánh nhám nó này là mới có đi bê thôi, mới trét lên thôi phải không? Mới trét. Ờ. Xả là mới lát. Ôi nhìn phải nói ánh sáng rực rỡ luôn, đâu cần thêm. Nhưng mà nhà này mình thấy có nóng không anh? Cũng không có nóng. Mát mà. Em vô đây thấy mát mà. Dạ, không có nóng. Thấy cái phòng này cô bác với anh chị đã ghê không? Ở đây có đi điện luôn đó ha. Tiền điện là đi hết nhiêu? Điện mua đồ không anh? Còn dây với mua dây với mua điện đó chị có ông đèn, có ông đèn luôn nè, thấy không? Cô bác anh chị thấy không? Bao mốt mà lại ăn tăng gia là gật gỡ luôn à. Êm quá êm luôn à. Ước mơ đã thành hiện thực đó. Này mà gắn cửa sổ vô cái nữa, chà nhám lại cái nữa ha. Mỗi phòng có cái bóng đèn hết nè. Và đi điện vô cái này gọi là gì ta? Nẹp. Nẹp. Hay á. Cô bác anh chị nè, thấy ánh sáng nó dội phản quang lên đã. Thấy vui vui không Dương? Dạ vui. Vui nhiều không? Dạ nhiều. Mai muốn ngủ đâu? Ngủ với ba hả? Dạ. Con với ba một phòng. Dạ. Rồi hai Trân với Lý một phòng. Dạ. Ừ. Chứ lại lâu rồi con chưa ngủ chung với nha. Ờ. Ngủ sợ không quen. Ủa sao hả? Tại vì hồi nhỏ là con ngủ một mình tới lớn luôn. Vậy hả? Dạ. Con ngủ con mình mà. Ờ. Nè bây giờ quay ra đằng này nè. Là cái này là nhìn ở từ trong nhìn ra nè cô bác quý anh chị. Không có cửa sổ nhưng mà gió ngoài hướng ngoài kia vô mát lắm. Đó. Gió mà hướng bên này nè, vô lộng mát dữ lắm luôn á. Nhà hôm nay là lót gạch ở dưới này nè, các miếng gạch nó nhìn mặc dù còn dơ nhưng mà nó thấy đẹp lắm. Nói chung là có nhiều người ta nói là nhà mà hỗ trợ mà được gì là quá ngon đó anh. Cái này là công tắc của nào ta? Cái đó là cái này cái motor. Này motor hả? Dạ. Công tắc của motor hả? Công tắc motor. Ờ. Còn nhà vệ sinh đâu? Gắn bồn cầu luôn đó hả? Gắn rồi á, làm rồi xong. Chỉ còn đi nước thôi phải không? Nước thì giờ có luôn mà chừng nào ấy thì
rồi vệ sinh cái là là có nước đầy đủ rồi. Đẹp quá. Cái này là chỉ còn là gắn cửa, trà nhám lại, sơn lên, với lại chưa bàn, chưa còn sơn nó đi bộ rồi, với lại gì nữa ta, dọn dẹp sạch sẽ lại, xả hết rồi mới dọn quét vệ sinh nè. Đâu xả nước rồi Dương? Chả có kim điện bánh rồi chưa? Chưa, đi bánh. Cần gì bánh kim điện vậy mà. Bữa nào xả không được, có lưu sẵn nữa ha. Đi bánh đi. Đi ống rồi hết trơn ha. Mua tưa đâu? Mua tưa đâu? Bỏ bên kia kìa, bên đây giật nó không lên. Vậy là để mua tưa bên kia rồi. Dạ. Hay đó. Rồi này là chưa tô nè. Ở ngoài chưa? Chiều nay tô ha. Bên hông kia tô chưa? Chưa. Mới tô cái mặt hôm trước không à? Dạ. Sáng giờ còn làm ở bên cái mặt hôm trước. Bên này cũng chưa tô ha. Hai bên hông với đằng sau này. Nãy quên coi đằng trước rồi, bây giờ mình sẽ ra coi khảo sát cái chuồng bò liền coi. Đi anh. Ồ nước xả ra rồi đó hả? Được rồi đó phải không? Được rồi đó. Ờ vậy là được rồi. Điện xong, nước xong, nhà xong. Mà không biết là mai mốt nó có hụt vô miếng nào không nữa nè. Bây giờ anh thấy nó cũng xem là vừa đủ, có thể là thiếu chút xíu chi phí luôn đó. Bật lên đó hả? Anh bật lên đó hả? Ừ. Đâu bật lên đây, bật lên em coi. Làm gì nước không lên trơn Dương? Rồi, nước lên nè. Rồi được rồi. Rồi được. Rồi tắt đi Dương ơi. Ủa bây giờ mình có còn đi cầu cá này không? Bây giờ còn ở trong này chưa xong ấy, mình xong rồi ấy, mình hãy đi trong kia. À, hiện nay vẫn còn đi ở đây hả? Dạ. Không có nước là đi được rồi. Chỉ mua hai cây cột này thôi à, còn cột đằng sau là hai cột giữa là cột cây, mái trên là hôm trước là tiết kiệm chi phí á, bây giờ làm ra để mai mốt thống kê, chắc có lẽ là chiều nay thống kê tiền cấp vốn cho anh luôn. Thôi cái mái này im rồi, rồi văn mùng lên chưa? Chưa, ấy văn lát rồi văn. Chút văn ha. À. Rồi quét dọn cho nó sạch sẽ anh, lát cái rửa nước á, rửa nước lại cái chuồng này dội. Có mua tưa dội, có ống dây không? Có, đầy đủ rồi. Dội với lại dân mùng lên. 3 giờ nay, chiều nay là bò về. Cái này là cái cánh cửa phải không? Cửa. Ôi bò này để đây có nguy hiểm, có mất mát. Không, đây yên tâm. Còn cỏ là sao? Anh? Cỏ thì giờ đi cắt vòng vòng đây, nó ăn máng. Đủ ăn rồi. Cái máng cỏ đâu? Máng cỏ chưa có làm nữa. Làm chưa kịp, mai làm kịp không? Chắc mai làm. Ăn cỏ con phải làm nửa chừng cái này. Nó có làm bên đây nè, chấm sợ. Bên đây nè. Làm bên đây chứ sạch. Làm bên đây, mình làm bên đây để khi mà con bò này, nó ăn thì nó quay qua đây và đi vệ sinh thì mình dội xuống bên đây luôn. Bên đây. Đó, bên đây là bên nó quay cái mông qua đây nè. Đặng nó đi vệ sinh dễ dội. Mà hốt á, mình hốt cái mình dục đâu kế bên mình trữ lại. Lấy cái tấm ấy. Tấm này tấm mà đệm á. Dạ. Còn trải chỗ nào có nơi có chỗ. Có mấy tấm thì mình mần kìa, dễ phơi mau khô. Rồi chuẩn bị có nhà mới mần không? Dạ mần. Mần nhiều không? Dạ nhiều. Dạ nhiều hả? Có cảm ơn đi. Cảm ơn dạ, Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. Rồi. Dạ thưa con mà. Thôi chắc chưa biết Mạnh Thường Quân là gì đâu. Có nhà mới mần không con? Dạ mần. Rồi nhiều không? Dạ nhiều. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân được không? Được. Lớp 5 mà nói không được là bị đòn. Cảm ơn cô bác quý anh chị được rồi. Cô bác đã giúp cho con được cái nhà. Nói đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân là... rồi. Rồi đây để không có mắc cỡ, bây giờ tự nói rồi. Cảm ơn được rồi. Nói đi. Con cảm ơn rất nhiều. Con cảm ơn rất nhiều. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Con chúc cô chú luôn mạnh khỏe. Đó. Con chúc cô chú luôn mạnh khỏe. Còn mắc cỡ ha. Nói chung là tranh thủ, bởi vì em vô giờ này khảo sát xong quay cho cô bác quý anh chị coi luôn. Nói chung cây này sử dụng nó cũng lâu hư lắm nè. Anh. Cây này á. Rồi nó đừng có dột mưa là không hư. Con cái hướng này là con không có dẫn bò đi hướng này phải không?
Chiều đi nay. Đường hướng đó đó chứ đâu đi đường nào được. Đi đó đi vòng về đó. Chiều nay đi qua đường này. Không có, nó vô chuồng này vô thôi chứ đâu có dẫn đi thường xuyên đây, thấy không? Con chải cái gì chứ để bự đây nè. Con hốt đất cứt con giải cái đây nè. Đây nắng là nó khô nè. Dạ. Thôi đi. Bò thì nhốt trong chuồng hết ba. Bò thì mình để trong chuồng, mình không có đem đi ra. Bò này đâu có thả đi đâu. Đâu có thả lan. Mình đâu có đất rộng đâu mà đi ngoài được. Mình thả đi ra lúa. Đi vô lấy cái chỗ nha cho bà nội. Nói chung là hôm nay thì hoàn thành rồi đó. Rồi bây giờ là dự tính là anh muốn ăn ngay ngày 19 hay là thứ tư tuần này, nói cho em biết. Thứ tư nếu kịp thì làm ăn cũng được. Ý của anh sao chỗ hai nhầm khi nói em ép buộc. Thứ tư là ta làm xong hết rồi không rồi đó. Thứ tư tuần này là mới 16 à. 16 à. À. 15, thứ tư là 15. Hả? Nay 13 thấy không? Thứ tư là mình mới 15. Đó, nhầm khi nói trời ơi hồ nó vô nó ép ăn ngay ngày đó mình không thích nữa. Để coi ngày nào tốt thì ăn cái gì. 19 là ngay ngày chủ nhật. Rồi vậy em bữa 19 đi. Cho nó gọng gọng cho nó làm cho nó xong cái 19 ăn ha. Đây không mấy ông thợ ông đốc và ông xỉu luôn à. 19 ăn buổi sáng hả? Nhìn mình dọn dẹp mấy hồi. Này giờ còn xả cái nữa rồi đầu dọn đi gom ở dưới luôn, tập luôn. Nói chung thì Bùi Hồ thì luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của cô bác quý anh chị. Nhưng mà tại vì Bùi Hồ thì ở ngay thực tế chạy tại cái vị trí là ở đây. Và mắt ở ngoài mình nhìn vô á thì mình nhận thấy là về ánh sáng đã đủ ánh sáng. Và về hướng gió thì ở ngoài trước đây hướng gió nè. Ngoài trước này gió vô nè, nó cũng mát. Theo bà cảm nhận thì bà có nên làm một cái cửa sổ nữa hay không? Thôi vậy được rồi, đừng làm cửa sổ nữa. Anh có chịu làm cửa sổ nữa không? Thôi khỏi, không được. Nhưng mà anh thấy nó sáng đủ mát chưa? Đủ sáng rồi. Sáng như vậy là được rồi vậy chứ. Bây giờ nó cũng sáng ấy. Bằng ngày về nó sáng vậy là sáng. Chứ cái đường này là nó phất vô mát, không có nực. Với lại ba cái bóng đèn vậy là ok lắm rồi. Còn về bàn nữa ha. Trời ơi, ngoài trước này có một cái tivi ha. Học bài. Có một cái tivi để mà xem ha. Là hấp dẫn vô cùng. Coi YouTube đồ Bùi Hồ tivi được. Thì bây giờ cái công việc mà còn lại là do mình cố gắng thôi. Mạnh Thường Quân thì giúp mình cái khó khăn. Cái lúc mà mình chưa có phấn đấu lên được, chưa có cái đủ cái phấn đó, có nghĩa là mình vẫn sống được. Nhưng mà tại Mạnh Thường Quân thương các bé đó nè. Đó nên là nữ là giúp anh. Và còn khoảng thời gian ở đằng sau của mình đó, là mình phải tự động cố gắng. Chứ không ai mà không có Mạnh Thường Quân thì cũng làm rất là vất vả, khó khăn mới có được đồng tiền đó. Thành nữ là có tiền thì cái người ta thấy mình hơi khổ hơn, phát tâm làm từ thiện cho mình vươn lên. Thì thời gian này giúp xong là thời gian sau là mình phải tự cố gắng bươn chải. Tại an cư thì mới lập nghiệp. Cô bác anh chị thấy tôi đằng trước nè. Nó tô xong rồi đó, nhưng mà thấy cái mặt giận nó tối đúng không? Sau khi mà tô xong thì bơi lên thì nó sáng như thế này. Đó và đằng này cô bác anh chị có thể thấy thẳng tới đằng sau bếp luôn á. Đó. Sao bà vui dữ không? Vui dữ lắm. Bà bác ấy thấy mà Mạnh Thường Quân mà để làm cho con của bác như vậy đấy hen, là giúp đỡ cho đủ thứ mọi món như vậy đó, là bác mừng dữ lắm. Bác cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, cô bác trong nhà hảo tâm đồ đó, thì bác mang ơn dữ lắm. Bây giờ bị gì bác hồi đó giờ bác nghèo, mà bác đâu có sắm sửa cho con nổi đâu. Bác đi bác làm chưa xong có đâu cái con. Thôi vậy cảm ơn ơi. Dạ. Nữa nha. Dạ. Cái này thì cái phần lao phong ngày trước thì nó cũng không sao, cũng được rồi. Vậy là cũng ok lắm rồi. Nó mát rồi. Đã không đi. Dạ. Cái nào cũng tốn tiền quá. Nó tốn chi phí nhiều. Thấy chú giúp đỡ vậy được rồi, mừng rồi, mới ở mà mời vậy đó.
không, chừng nào có tiền đó rồi có tiền thì mình tính tiếp. Thôi chắc chào cô bác với anh chị Bùi Hồ cũng quay về nghỉ ngơi con. Dạ. Chiều nay con còn làm nữa, chiều nay sẽ làm xong tranh thủ dắt bò. Dạ. Ơi, con trưa nay khỏi ngủ luôn rồi. Hả? Giờ làm nữa. Giờ làm luôn hả? Mệt dữ không? Cũng được chứ không mệt. Cũng được hả? Vừa mệt là vừa nghỉ. Nghỉ chút còn ăn nữa. Dạ, cho vừa đó, chú Hồ. Chiều qua đi làm hả? Có, làm dạy ra tiết xong rồi coi dắt bò vô. Chừng mấy giờ mới tới? 3 giờ. Đâu chặt đi, chặt cho chú Hồ chú. Thôi vậy đi ha, chào anh ha. Làm phiền nghỉ ngơi nha, cố gắng hết sức mình. Không sao, không sao. Dạ, đó, con chào bác về nha. Dạ. Chú về nha. Dạ.